mời các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì uh, chúc mừng các bạn năm mới vui vẻ nha. An khang thịnh vượng. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đào. Quyển năm rồi. Chương 146. Một tay đỡ hai nhà. Vừa nghe đến chuyện này, Quảng Hiếu hơi cau mày lại, Điền người trước mặt vì mạng sống mà bất chấp cái gì cũng nói ra nói đồng thích trấn còn biết gì nữa người kia đã đến thành biện lương đang ở đâu đồng thích trấn sẽ gặp người kia ở chỗ nào ở cây này thì ta thật sự không biết tên đệ tử của đồng thích trấn nghẹn ngào nức nở Điên hoa thượng quảng hiếu tiếp tục nói ta biết đồng thích trấn sẽ đến biện lương là vì trong lúc hắn nói chuyện với tường hợp tiên ta vô tình nghe lén được vài câu ở trừ cây này ra Ta thể không còn gì khác Lúc này hắn đã bất chấp mọi thứ rồi Không chỉ gọi thằng tên Sư Tôn Mà còn thề với Quảng Hiếu Hòa thượng khép mỉm cười nói ha, Nói ra là được Thể thốt gì đó Chỉ lừa được người thế tục mà thôi Hòa thượng chưa bao giờ coi là thật Ngày lúc người này cho rằng Quảng Hiếu Đã buông tham mình Đang muốn thở vào một hơi nhẹ nhõm Thì đột nhiên nhìn thấy Bàn tay hòa thượng đã ở trên đầu mình Theo một tiếng vang trầm đục Ý niệm cuối cùng còn lại trên đời của hắn chính là Đại tu sĩ quả nhiên nói chuyện không tin được Ngày mặt giải quyết xong người bên cửa sổ Hòa thượng Quảng Hiếu lại quay đầu nhìn Hàn Bảo Bị dọa cho ngây người nói Đừng trách hòa thượng Chỉ vì thân phận của các ngươi quá xấu hổ Dư lại hay thả đi Xử lý thế nào cũng đều phiền toái Và nên trực tiếp được các người nhập luân hồi Là đỡ rách việc nhất Kiếp sau nhớ rõ Làm người phải biết an phận thủ thường a di đà Phật Trong khi nói quả Hiệu phất tay về phía Hàn Bảo Một tiếng động nghe như quả dưa hấu Rơi vỡ vang lên Hàn Bảo đứng cạnh cửa chính Cũng giống như hai người đồng môn của mình Đầu biên mất trong một màn sương máu Thân thể lào đảo vài cái Rồi ngáp phịch xuống đất Hôm nay được mở mang kiến thức Hòa thượng mà giết người So với đào phủ Cũng không kém cảnh bao nhiêu Nhìn ba cố tử thi không đầu ngã xuống Ở ba vị trí khác nhau Ngồi bên cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói với Quảng Hiếu Bây giờ ba người này đã chết Có phải là đến lượt ta và ông già rồi không? Hòa thượng ta cũng là không còn cách nào khác Ba người này không thể giữ Cũng không thể thả Bây giờ đưa đi nhập luân hồi Dù sao cũng tốt hơn Để bọn họ trở về báo tin cho đồng thích chấn Quảng Hiếu không để ý lời ngô miễn nói Nhưng hắn vẫn muốn giải thích mấy câu Ba người này đã xa vào ba đảo Không diệt trừ thì sớm muộn gì cũng thành tai họa Giờ thì đơn giản rồi Chỉ chờ đồng thích chấn đến biển lương nữa thôi Có lẽ lần này Quảng Hiếu Còn có thể trả lại cho đại phương sư Từ phúc một ân tình Vậy bây giờ đã có thể nói Đồng Thích chân đến Biển Lương gặp ai được chưa nhỉ Cái này Quảng Hiêu người nhất định là biết Thế biểu cảm không đồng tình trên mặt ngô miễn ngày càng rõ ràng Quy bất quy vội vàng tiên đến đôi chủ đề Mới đầu ông giả ta còn tưởng người Đồng Thích chân muốn gặp chính là ngươi Hiện tại xem ra Ông già ta đang nghĩ sai rồi Nhưng mà hòa thượng ngươi Cũng không vô duyên vô cớ mà đến Biển Lương đâu nhỉ Lâu này tân đế Công đang đăng cơ được một thời gian rồi Quảng hiệu người không trở về Chùa Bạch Mã của mình Ở lại ăn và kinh thành Làm cái gì Sự kiện trúc ảnh phủ thanh Và đêm tiên đế băng hà Quỷ bất quỷ đã được nghe ngô biển kể lại Đến giờ thì ông già nhận định rằng Quảng hiệu đến kinh thành lần này Không chỉ đơn giản Là vì phò tá triều quang nghĩa đăng cơ sau lưng hắn nhất định vẫn còn chuyện gì đó Mà mình không biết Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp Quỳ thi chủ suy nghĩ phức tạp quá rồi Hòa thượng chỉ đến biển lương Truyền bá Phật Pháp thôi Còn về việc tại sao đồng thích chấn Lại phái người theo dõi ta Thì chủ vân đền đi hỏi hắn thì hơn Nói dứt lời Quảng Hiếu gọi một tiểu hòa thượng đến Sai đi dọn dẹp xử lý mấy thi thể Trong nhà ăn Tiểu hòa thượng này thế mà không tỏ ra Chút nào kinh ngạc Lập tức xanh nước và rẻ lau đến Kéo thi thể ra ngoài Rồi quay lại bắt đầu lau rửa vết máu trên sàn nhà Xem ra đây không phải lần đầu tiên Hắn làm những chuyện như vậy Trong lúc tiểu hòa thượng lau dọn nhà ăn Quảng Hiếu đi đến bên mấy thùng cơm Nhìn thấy cơm độn đậu Và cơm tẻ đều bị dính máu Thì cau mày nói Đáng tiếc Cơm cháy ngon lành thế mà hỏng mất Vẫn còn có thể để đến ngày mai Đem ra nấu cháo mời các vị thí chủ Lần này lại lãng phí một đống lương thực rồi Vừa rồi ngươi Còn lãng phí mạng người Ngồi bên suốt cuộc không nhịn được Lên tiếng nói một câu Hơi dừng một chút Nằm nhân tóc bạc quay đầu đi ra hướng cổng chùa Và đi vừa nói tiếp Quảng Hiếu tôi nhật người nên cầu thần khấn Phật nhiều vào Cầu bọn họ phù hộ cho báo ứng của ngươi Đừng ứng vào ta đi theo bóng dáng ngô miễn đi khuất Nghe đến những lời nam nhân tóc bạc vừa mới nói Trái tim Quảng Hiếu bông dương hơi thắt lại Hàn thù lại ý cười trên mặt Hi một hơi thật sâu Rồi nói với quỷ bất quy vân chưa đôi gót ngô miễn rời đi Quỷ thi chủ Người ở vào vị trí của hòa thượng Liệu sẽ làm thế nào Ông giả ta là hòa thượng ngươi <laughs> Vậy ta sẽ giao ba người vừa rồi cho ngô miễn và quy bất quy xử lý cờ đẩy cây chậu than nóng bỏng tay này đi trước, rồi có gì tính sau. Ông già cười khà khà một tiếng, rồi tiếp tục nói với hòa thượng: Quảng Hiếu à, ông già ta khuyên ngươi một câu: người đã làm hòa thượng rồi, thì bước ra khỏi tam giới đi, tìm một ngôi chùa yên tĩnh mà thanh tu. lòng phạm của ngươi quá nặng. Nghe quy bất quy nói xong, Quảng Hiếu do dự một hồi, sau đó từ diễu mà cười một chút nói. <laughs> tìm một ngôi chùa thanh tịnh khổ tu thì không phải quảng hiếu ta trường sinh bất lão cũng đã đủ lâu rồi một phen báo ứng tìm đến cũng chưa chắc đã là chuyện xấu người muốn học theo thằng con trình rào kim của ông già ta sao sống lâu quá rồi bắt đầu thấy chán hả quỳ bất quỳ cười cười lại nói tiếp cây này thì đơn giản Ông già ta có đơn thuốc có thể giúp người hóa giải thể chất trường sinh bất lão đây Sau đó là chờ chết ư Quảng Hiếu ngẩn ngơ nhìn quy bất quy Dừng một chút rồi tiếp Ta không phải tên thô thiền trình rào kim Ta có tôn nghiêm của một tu sĩ trường sinh bất lão Cho dù thật sự có báo ứng Ta cũng muốn dùng thân thể trường sinh bất lão Mà rời khỏi thế gian này Không thể dùng như đám phàm phu tục từ đó nếu thật sự có ngày đó Quảng Hiếu cũng muốn chết theo cách Mà Quảng Hiếu nên có Vậy người cứ yên trí Mà ngóng trông đi Quỷ bất quỷ nói rồi Cũng xoay người đi theo hướng Ban đáy ngô miễn rời đi Giờ là trước khi ra khỏi nhà ăn Ông già đột nhiên quay đầu lại Tiếp tục nói với Quảng Hiếu Ông già ta lại hỏi một câu cuối cùng Người kia đến kinh thành Chỉ để gặp hòa thượng ngươi thôi sao hòa thượng người lại không biết người đó còn muốn gặp cả hắn quảng Hiếu xứng sở một phen hắn không ngờ quy bất quy lại hỏi ra câu này do dự một chốc lại vẫn không thể nghĩ ra nên trả lời ông già thế nào phản ứng của hòa thượng nằm trong dự liệu của quy bất quy ông già cười khà khà một tiếng rồi lại nói <laughs> hòa ra hòa thượng người chưa từng nghe đến khía cạnh này vậy cứ chậm rãi mà nghĩ đi nghe kỹ rồi lại nói tiếp nói xong Quỷ bất quỳ xoay người ra khỏi nhà ăn liêu lại quảng hiếu đang cao chặt đầu mày và tiểu hòa thượng vẫn đang lúi húi tỉ mỉ lau sạch vết máu đi theo bóng lưng ông già quảng hiếu lẩm bẩm nói một tay đỡ hai nhà đỡ được không duyên trần trở về nói với chủ nhân nhà ngươi hòa thượng quảng hiếu muốn gặp hắn ngay hôm nay chuyện này không thể được Tiểu hòa thượng nọ vẫn cứ cúi đầu trả lau vết máu Vừa làm vừa đáp lại Chủ nhân nhà ta vất vả đến đây một chuyến Đương nhiên là đã an bài thỏa đáng từ trước rồi Làm nhân ra ngày ấy Hẹn đại sư đêm mai gặp mặt Không thể đổi giờ hẹn được Vậy chủ nhân ngả ngươi Hẹn gặp đồng thích chấn lúc nào Cái này chắc là có thể nói được chứ Quảng Hiếu cũng không nhìn tiểu hòa thượng Hắn vừa nói Vừa đem hai thùng cơm bị dinh máu đổ lẫn vào nhau Sau đó cầm một cái rẻ lau Lau sạch trên bàn Bắt đầu lau chùi vết máu dính trên thùng Hai hòa thượng ai làm việc người nấy Không quấy giày nhau Đồng lúc này Tiểu hòa thượng đang lau sạch vết máu trên sàn nhà Hắn ném rẻ lau vào thùng nước Bưng thùng lên Rồi mới nói với Quảng Hiếu Ta chỉ được chủ nhân phải đến phụng dưỡng đại sư nếu chuyện liên quan đến người khác Duyên Trần không biết hết được Nhà ăn đã lau dọn xong Nếu đại sư không còn gì sai bảo Vậy Duyên Trần xin phép cáo lui Trong khi nói Tiểu hòa thượng đã bưng thùng nước Xoay người rời khỏi nhà ăn thấy hắn đi ra đến cửa Quảng Hiếu đột nhiên nói một câu Để nói với chủ nhân nhà ngươi Nếu đồng thích trấn không còn trên đời nữa Hắn sẽ thế nào Tiểu hòa thượng đứng ở cửa Đặt thùng nước xuống rồi xoay người hành lễ với Quảng Hiếu Vậy đại sư không lo rằng Đồng thích chấn Câu sẽ hỏi chủ nhân nhà ta câu hỏi tương tự sao Nói dứt lời Duyên Trần cũng không chờ Quảng Hiếu đáp lại Một lần nữa Bưng thùng nước lên Nàng nhọc khệ nệ Bê ra khỏi nhà ăn Về đến nhà môn từ thiên giám Quyên bất quý cười tùm tìm Nói về ngô miễn Bài đọc chuyện này không liên quan gì đến chúng ta nhưng mà đệ tử đồng thích chấn Rảnh quá không có việc gì làm Lại đi chọc vào tổ ong vỏ vẽ Giờ thì cục diện đa loạn cả lên rồi Ông mấy ngày đầu tiên quen biết đồng thích chấn sao Ông từng thấy hắn làm ra việc gì vô bổ chưa Ngồi bên lướt nhìn quy bất quy tiếp tục nói Bộ đến biển lương gặp người ta Thì cứ đi thẳng đến là được Lại còn cho đệ tử đi tiền chạm làm cái gì một mặt sai đệ tử đi gây chú ý với hòa thượng Quảng Hiếu Mặt khác đi kiếm chuyện với chúng ta Thật là một bàn cờ lớn Hiếm thấy nam nhân tóc bạc Nói nhiều một hôm quy bất quỳ nhân cơ hội tiếp tục dụ y nói Nhưng mà xem tình hình hiện tại Lần này e là đồng thích chấn chơi quá chớn rồi Hàn gây thủ chuốc oán quá nhiều Chô dựa hoàng xảo lúc đầu đã bay màu Bây giờ địa phủ công đã thay đổi quân chủ Hắn không còn tác dụng gì nữa Chỉ còn chờ Bị đề tên vào sát lệnh Rồi bị chúng phương sĩ lùng giết nữa thôi Cho dù hắn thông minh cơ trí Đệ nhất thiên hạ Thì cũng không tránh được Gây thủ chuốc oán quá nhiều Thì sẽ đi tìm đồng minh Ngô miễn cười như không cười Nhìn thoáng qua quy bất quy nói tiếp Lao cáo giả ông nói xem Ai mà có mặt mũi lớn như vậy có thể khiến cho Quảng Hiếu Và Đồng Thích Trấn cùng muốn gặp ừ, Chỉ có vài người thôi Một bàn tay là có thể đếm hết Quỷ bất quỳ cười một chút tiếp tục nói <laughs> Mà kệ là ai Vài ngày nữa sẽ biết cả thôi Bây giờ Đồng Thích Trấn muốn làm loạn bàn cờ Của Hòa Thượng Quảng Hiếu Để xem quân cờ tiếp theo Hàn Sơn đi như thế nào Đồ nhi ngơi vào đi Không cần gõ cửa Quy bất quy vừa nói xong ngoài cửa liền vang lên tiếng của đồng kỳ siêu à, lão sư tôn quả là nhân vật như thần tiên để từ vừa đến trước cửa mà lão nhân ra ngài đã biết rồi cùng với tiếng nói cờ phòng mở ra đồng chân nhân bước vào Trong thấy lão sư tôn của mình và ngô miễn ở cùng nhau đồng kỳ siêu hành lễ với hai người sau đó cười nịnh nói <cười> vừa rồi trong công truyền tin đến nói pháp hội cầu mưa lần này bệ hạ hết sức hài lòng chuẩn bị ra phong cho đệ tử phong hào thông huyền thiên sư đệ tử không dám tự ý làm chủ vẫn mong sư tôn lão nhân gia có lời định đoạt thông huyền thiên sư bởi đời đại phương sư năm xưa chẳng qua cũng chỉ được một cái danh chí thánh thiên sư người ta là chí thánh người là thông huyền Nghe cứ như anh em họ hàng năm đời ấy nhỉ Quỷ bất quỷ Cười một tiếng lại nói Ngoài trừ nợ nần Thì cho người cái gì người cứ nhận lấy Phải rồi Ông già ta còn có một việc Phải làm phiền ngươi Quỷ bất quỷ với tay gọi đồng kỳ siêu đến bên cạnh Tiếp tục nói với hắn Để nói với hoàng đế Cao như bách hôm nay chúng ta bắt được Vẫn còn có đồng đảng trong thành biện lương Bọn chúng là dư nghiệt của hậu đường Ban sáng phá rối lễ cầu mưa Là muốn gây nên một cuộc khủng hoảng trong kinh thành Bây giờ Cao Điêu Bách đã bị bắt Sợ là đồng đảng của gã sẽ chó cùng dứt dậu Người thỉnh cầu hoàng đế ban thánh chỉ Trả xét thật nghiêm những người không liên quan lui tới kinh thành gần đây Tất cả quán trọ và nhà dân đều phải điều tra thật kỹ Đọc kỳ siêu sườn suốt một hồi Sau đó gật đầu đáp Đệ tử hiểu rõ Nếu mà phải làm to chuyện như vậy sao Một khi bề hạ xuống chiếu ra lệnh đuổi bắt đồng đảng Của Cao Như Bách Đệ tử chỉ lo đến lúc đó Sẽ hỏng mất việc lớn của sư tôn Và các trường bối Người sợ sẽ dẫn họa lên người mình chứ gì Ông già ta rất thích xem người nói hiểu nói vượn như thế đấy Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói với đồng kỳ siêu Ông già ta đã thành người nghĩ ra Nên khước từ thế nào rồi Cứ nói là Trong lúc người cầu mưa Đồ điện ngộ ra thiên đạo Muốn bế quan mấy ngày Trong khi nói Quỷ bật quỷ lấy từ trong ngực áo ra Một viên đan dược Đưa cho đệ tử rồi nói tiếp Đây là một viên dưỡng sinh hoàn năm đó ông già ta luyện chơi chơi ra được Tuy rằng không thể so sánh Với thuốc trường sinh bất lão Nếu vẫn có tác dụng kéo dài tuổi thọ Người đem cái này đưa cho hoàng đế Hàn vui còn không kịp Còn bận tâm gì Người có bế quan hay không Đồng kỳ siêu cung kính Nhận lấy viên thuốc Còn chưa đợi hắn khách khí vài câu Ngoài cửa đa vang lên tiếng người nói chuyện Giám chính đại nhân Ngoài cửa có một vị tráng sĩ tìm đến Nói là Một gặp hai người tên là Ngô Miễn và Quy Bất Quy Ta nói với hắn ở đây Không có hai người nào như vậy Hắn không chịu nghe Đang ở bên ngoài nha môn làm ẩm ý Có cần mời thị vệ trong cung đến đuổi người đi không Mong giám chính đại nhân dạy bảo Đến tìm hai vị ư Đồng kỳ siêu thoáng nhìn qua ngô miễn Mặt không cảm xúc ngồi một bên Lại trao đổi ánh mắt Với lão sư tôn của mình một chút Lông này mới nói với viên quan viên bên ngoài Mời người đó đến trung đường Cứ nói một lát Ta sẽ đích thân đến gặp hắn Ngày thấy tiếng bước chân người đã đi xa đồng kỳ siêu liền nói với ngô miễn quỳ bất quy có phải là đồng lõa của kẻ pha rối lễ cầu mưa lúc sáng không sợ biết thế thì đã được cao điều bách vào thiên lao rồi là ai thì gặp mặt sẽ biết Quỳ bất quy cười khả khả một tiếng tiếp tục nói đồng thiên sư ra ngoài đi một chuyến đi lần này hai người bọn ta sẽ ẩn thân đi bên cạnh ngươi đừng sợ trời không sập được đâu. Lát sau, đồng kỳ siêu được mấy tiểu đạo sĩ hộ tống đi đến trung đường của nha môn Từ Thiên Giám. Lúc hắn tiến vào thì thấy có một người đàn ông cao lớn đứng giữa trung đường. Ngài thấy tiếng bước chân, người nọ vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhưng vừa thấy rõ người đến thì bèo cảm trên bàn hắn lập tức tỏ ra thất vọng. Nói với đồng chân nhân Ngồi bên tóc bạc và quy bất quy đâu Tại sao không ra gặp ta Người thật là vô lễ Trông thấy người đàn ông này Trên mặt đồng kỳ siêu cũng lộ vẻ không vui Lập tức lên giọng Bày ra kiểu cách nhà quan Tiếp tục nói với người kia Chưa khoan nói ta có phải là hộ quốc chân nhân Được bề hạ ngự phong hay không Thì cũng là đương chiều tứ phẩm Giám chính tư thiên giám Người nhìn thấy bồn chân nhân Không hành lễ thì thôi còn dám ở trước mặt bổn chân nhân hồ to gọi nhỏ còn ra thể thống gì người này thấy đồng kỳ siêu dám nổi giận với mình trên mặt nhai mắt to lên vẻ giận dữ nhưng rồi chợt nhớ ra lý do mình đến đây đành phải nét lại cơn giận hành một bàn lễ với đồng chân nhân rồi nói chủ nhân nhà ta nghe nói ngô miễn quy bất quy hai vị tiên sinh đang ở trong tư thiên giám liền sai ta đến tìm bọn họ nếu hai vị ấy không có ở chỗ này Thì đây là thư Do chủ nhân nhà ta tự tay viết Kính nhờ chân nhân chuyển giúp cho Đồng kỳ siêu Ra lệnh cho tiểu đạo sĩ thuộc hạ Nhận lấy bức thư Sau đó phải phải tay Như đang xua đuổi rồi bỏ Nói với người đàn ông Từ thiền giám của ta từ trên xuống dưới mấy trăm người Có người nào tên ngô miễn với quý bất quy hay không Bồn chân nhân không nắm rõ được Lúc sau trở về sẽ cho chủ bộ cha cứu lại xem Nếu không có hai người kia Thì coi như người xui vậy Người nọ bị chọc giận đỏ bừng cả mặt Hiện tại lại không thể đắc tội Với cái tên đồng chân nhân này Lò lăng mình không kiềm chế được Mà xe xác đối phương Hàn chỉ đành hung hăng Trừng bắt nhìn đồng kỳ siêu Rồi xoay người rời khỏi nha môn tư thiên giám Người đàn ông ra khỏi nha môn tư thiên giám lễ môn thi triển độn pháp rời đi Nhưng trước cổng lớn Vẫn có rất nhiều người qua lại Kể cũng là Bữa to đến giờ vẫn chưa ngừng Mà trên đường vẫn còn đầy người qua lại không ngớt Lo ngại thân phận bị bại lộ Người nọ chỉ đành mở dù giấy Bước vào màn mưa Lội bộ đi đến nơi mình cần đến Sau khi rẽ qua mấy con phố Người nọ dừng lại trước cổng Một tòa nhà lớn Người trong nhà nhận ra Người cao to này vội vàng đón hắn đi vào Đi hết hành lang đến một mái đình trong hậu viện Người đàn ông dừng lại Cung kính nói với một người trung niên Đang ngồi trong đình ngắm mưa Chủ nhân Thần đã đến nhà môn từ thiên giám Nhưng lại không nhìn thấy Hai người ngô miễn quý bất quý Ở đó có một người xưng là hộ quốc chân nhân Giám chính từ thiên giám tiếp đãi thần Là thư ngài tự tay viết Thần đã giao cho người nọ Chuyển đến tay hai người kia Là hồ Không phải người đã mời người tới rồi đấy sao Người ngồi trong đình Thêm mà lại là một vị phán quan lúc trước Từng có lần gặp mặt ngô miễn Chẳng qua hiện giờ Hàn đã phát động một cuộc chinh chiến Dưới địa phủ Thay thế quân chủ cũ Trở thành tân niệm diêm quân Thầy cơm dưới vẫn chưa phản ứng lại Tân diêm quân phất tay với hắn Sau đó nói với vị trí phía sau hai vị đều đã đến rồi vẫn nên hiện thân đi vào vũ đình này ngồi một chút đi ta còn đang định làm xong chính sự sẽ đi tìm hai vị đều đã đến rồi thì coi như bất việc cho ta giọt cuộc vẫn không thể gạt được diêm quân bệ hạ cùng với tiếng nói hai người ngô miễn và quy bất quy cùng xuất hiện trước mặt diêm quân ông già cười một chút rồi nói tiếp Năm đó lúc người vẫn còn là phán quan Ông giả ta đã nói Người không phải một tiểu nhân vật tầm thường của địa phủ Chuyện đã lâu lắm rồi Cô cũng quên gần hết Vị Diêm Quân từng một thời gian phán quan này Điền về phía ngô miễn quý bất quy Hơi cười một cái Tiếp tục nói Càng người cũng biết mà Lúc trước cô đâu có muốn ngồi lên vị trí Diêm Quân này chẳng qua là vì diêm quân tiền niệm cấu kết với yêu sơn vừa làm hại nhân gian cô cũng là bất đắc dĩ mới phải đập nồi dìm thuyền quỷ vật dưới địa phủ đều là hồn phách của người sau khi chết bản trường vẫn phải nhập vào luân hồi vừa làm chủ cả hai giới âm dương gia tâm như vậy cũng thật lớn quá nói đến đây Riêng quân phất tay với người cao to phụ trách đưa tin vừa rồi cho hắn lui xuống sau đó tiếp tục nói có điều sau khi làm riêng quân rồi Mới biết vị trí này khó xử thế nào mỗi ngày đều có trăm ngàn vạn hồn phách xuống địa phủ kiểm tra thực hư rõ ràng rồi còn phải đưa ra phán quyết xử phạt nếu có thể lựa chọn cổ vân nên quay về làm phán quan thì hơn quỳ bất quỳ cười kha kha đang định lên tiếng nói vài câu ngồi bên ở một bên bất ngờ tranh nói trước cho nên người cảm thấy đám âm tì dây đó không đủ dung Chuẩn bị đưa hai người Quảng Hiếu và Đồng Thích Trấn xuống dưới trọng dụng Lưu vẫn còn là phán quan Diêm Quân đã được chứng kiến phong cách tính tình của nam nhân tóc bạc này Mặc dù thân phần của mình nay đã khác xưa Nhưng từ tận đáy lòng Diêm Quân vẫn không muốn đắc tội với y Hàn hơi xấu hổ cười một chút rồi lại nói Hòa ra hai vị đều đã biết chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm quảng hiếu đại sư cũng giống như quy bất quy đều là bạn tốt từ lúc cô còn làm phán quan biết hắn đang ở biển lương nên định tìm đến ôn lại chuyện cũ đồng thích trấn trước kia từng có giao ước với cô nhưng hiện giờ giao ước đã giải trừ trong tay hắn vẫn còn gần 200 vạn âm binh cô hẹn gặp hắn để thương lượng chuyện hoàn trả số âm binh đó nếu đồng thiết chấn chịu trả lại, thì cô sẽ thay hắn ra mặt cầu xin đại phương sư từ phúc. còn nếu hắn nhất định không chịu trả, vậy cô chỉ có thể ra một sát lệnh của riêng địa phủ, cùng với đại phương sư đuổi giết người này. mấy lời riêng quân nói rất hợp tình hợp lý, khi người ta không tìm được lý lẽ gì mà phản bác, bây giờ quy bất quy lại cười một tiếng nói, ha, hơn một trăm năm trôi qua diêm quân thế mà vẫn chưa lê lệ được số âm binh trong tay đồng thích trấn ông giả ta còn tưởng người đã thu hồi được bọn chúng từ sớm rồi cơ nhưng mà âm binh cũng cần phải luân phiên hóa kiếp ở hai giới âm dương mà bao nhiêu năm qua diêm quân vẫn cam chịu đồng thích trấn lén trộm âm binh ra ngoài lén trộm âm binh đi sao thế này cũng không phải tác phong của đại phán quan từng đơn thương độc mã xông vào thành phong đô chém đầu quỷ vương năm xưa. cô cũng có điều khó xử của mình. diêm quân thở dài một hơi tiếp tục nói: ai à, vị trí diêm quân của cô vốn cũng không ổn định, đương năm qua và luôn dốc sức truy quét thế lực của diêm quân tiền nhiệm, điều mà cho đến bây giờ Địa phủ vẫn chưa hoàn toàn quét sạch được. cô cũng vì không chờ được nữa. Lâu này mới bảo hiểm tìm đến gặp Đồng Thích Chấn Dù vậy cũng không dám để lộ chuyện cô Đi đến nhân gian cho địa phủ biết Chỉ cần đám dương nghiệt đó Biết được thì nhất định Sẽ tiến hành đuổi giết Ở dưới địa phủ bọn chúng Không có cơ hội Nhưng ở nhân gian vẫn có thể gây chuyện được Nói đến đây Ánh mắt Diêm Quân lại lần nữa đảo qua gương mặt hai người ngô miễn quý bất quý sau đó trên mặt hắn rốt cuộc Xuất hiện ý cười tiếp tục nói Nếu lần này Cô có thể thuận lợi thu hồi 200 vạn âm binh Thì sắp có thể quét sạch hoàn toàn dư nghiệt Của Diêm Quân tiền niệm rồi Nói xong câu này Tươi cười trên mặt Diêm Quân Càng dạng dỡ hơn Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Nói trở lại này Hơn 100 năm qua Các vị đã đi đâu vậy Cô còn phải âm ti dưới chướng Đi khắp nơi tìm kiếm Mà không thấy người đâu Nếu cô không phải chủ nhân địa phủ Thì còn tưởng các vị đã chết rồi ấy chưa Bọn ta đi đến tiên sơn Ngoài biển cả bái kiến thần tiên Quỳ bất quỳ cười khả khả đáp Vì thần tiên kia hiếu khách quá Giờ chúng ta ở lại chơi 100 năm Nếu không phải ông già ta Khang khang đòi về Thì đến giờ diêm quân công chưa tìm được bọn ta đâu. Dương Quân biết quý bất quý chỉ đang nói năng nói quậy Câu không tiếp tục hỏi kỹ làm gì, chỉ hơi mỉm cười rồi lại nói: có thể gặp được các vị ở biển Lương cũng coi như niềm vui bất ngờ. Chờ câu làm xong chính sự, lại mời các vị xuống địa phủ chơi một chuyến nha Phải rồi, một năm trước Ngô Phu Nhân đã đầu thai, vẫn tiếp tục duyên nợ cha con với Lý Thành năm đó vận mệnh của hai cha con bọn họ Quy bất quy người đã biết Cô không cần phải nhiều lời nữa nhỉ Nghe Diêm Quân nhắc đến Nữ Nhi Tả đã trong lòng ngô miễn và quy bất quy Cũng coi như có thể buông xuống Trước đó Khi bọn họ mắc kẹt trên đảo Nhĩ Đã từng lo lắng Nếu cả hai không có mặt trên đất liền tọa chấn Hồn phách của Nữ Nhi Liệu có thể gặp tổn hại gì không Xem ra Chỉ cần không có tin tức xác định rằng hai người bọn họ đã chết mà kệ là ai cũng không dám làm gì hồn phách của Nữu Nhi. Về việc này thì đã tạ Diêm Quân Nhưng mà điều phù thì hai bọn ta không xuống vẫn hơn Quỷ bất quỷ cười khả khả nói Cái thù của ông già ta ở dưới ấy quá nhiều Sợ là xuống đó rồi bọn họ Lại không cho ông già ta đi lên Diêm quân hơi mỉm cười lại nói Cô biết ca người và đồng thích chấn còn có thù riêng chưa giải, nhưng mà để mặt cô tạm tha cho hắn một lần này được không? nếu thương lượng được với hắn đồng ý trả lại hai trăm vạn âm binh thì coi như xong. nếu đồng thích chấn vẫn ăn vạ không chịu trả, cô sẽ đích thân giao lại người này vào tay hai vị để lúc đó hắn thuộc về các ngươi. hai vị giết chết hắn rồi xuống địa phủ cô. Lại cho hắn nếm thử khảo hình dưới đó Lợi hại thế nào Niệm tình đã giúp Nữ Nhi Hai người ngô miễn quý bất quy Cũng không thể không cho Diêm Quân chút mặt mũi Ông già liền thay ngô miễn Biểu thị thái độ Nói Để mặt Diêm Quân Ông già ta lại chờ thêm mấy ngày Có điều ông già ta Vẫn muốn nhiều lời mấy câu Diêm Quân phải cẩn thận Với cái tên đồng thích chấn này Hắn cơ trí hơn người trong tay còn có không ít pháp khí lợi hại Ngay cả vị đại thuật sĩ kia Còn từng chịu thiệt trong tay Đồng Thích chấn Nếu có thể thì cẩn thận một chút vẫn hơn Cô sẽ lưu ý người này Diêm quân cười một chút Lại nhìn ra cơn mưa tầm tã Mai vân chưa tạnh bên ngoài đỉnh Tiếp tục nói Đây là ý của ông trời Mơn cô mời hai vị ở lại dùng cơm Lại nói lần này Cô đến đây cũng chịu chơi lắm Tìm được một đầu bếp giỏi Một lát nếm thử tay nghề của hắn nhé Thôi Quỷ bất quy cười cười lắc đầu Nói tiếp Diêm quần cô biết trong nhà ông giả ta Còn một thằng con trai ngốc Bọn ta đi vắng một hồi Không bên nó ở nhà Sẽ gây ra đại họa gì nữa Vẫn đến về thôi Bọn ta vẫn luôn ở tư thiên Giáng có chuyện gì Diêm quân cứ phái người đến đi truyền lời là được Nói xong Ngô miễn vào quy bất quy cáo tử Rời khỏi vũ đình Diêm quân tiễn hai người ra khỏi phủ Nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ Hoàn toàn biến mất Lông này mới trở về vũ đình Tiếp tục ngắm mưa Bây giờ trong đình đã có thêm một người nữa Đúng là đồng thích Trấn vừa rồi Diêm quân và hai người ngô quy nhắc đến. Thầy Dương Quân quay trở lại, đồng thích trấn cười một tiếng, nói. Nhắc đến ngô phu nhân, hai người bọn họ lại không làm khó người nữa, đúng chưa? Đó cũng chỉ là nhất thời thôi, cô không bảo vệ người được bao lâu nữa. Dương Quân lướt nhìn đồng thích trấn lại tiếp tục nói. Mấy năm trước, cả người vẫn luôn trốn khỏi địa phủ. đều để, để tử Phúc biết được thì đến chủ nhân địa phủ là cô đây Cũng không yên vị được đâu Diêm quân nói bọn ta trốn dưới địa phủ Nhưng không nói mấy năm qua Bọn ta đã liều mạng giúp Diêm Quân tiêu diệt mấy trăm vạn quỷ vật dư nghiệt của Diêm Quân tiền nhiệm. Đồng Thích Trấn cười một chút, nói tiếp. Nếu Diêm Quân không định kêu mang bọn ta nữa, thì cứ việc nói thẳng. Mới gây bọn ta, ăn sẽ rời đi. Nếu muốn các người rời đi Thì cô đã rạch giỏi Với các người từ 100 năm trước rồi Diêm quân điền đồng thích chấn Thu lại nét cười trên mặt Dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói với hắn Điều mà đã nói là ngày mai Người mới đến biển lương Sao lại đến sớm vậy Bởi vì ta không biết Diêm quân còn hẹn cả hoa thượng Quảng Hiếu Đồng thích chấn mỉm cười nói tiếp Vô gì ta vẫn luôn cho rằng Người chỉ hẹn gặp một mình ta ở biển lương Nhưng sau đó Lại bất ngờ phát hiện Quảng Hiếu cũng ở nơi này Mấy người ngô miễn và quy bất quy Cũng xuất hiện Đều nói mọi chuyện Không có chút liên quan nào Duyên quân bề hạ cũng không tin đâu nhỉ Nghĩ tới ghi lui Ta thầy vân đến đi gặp Diêm quân sớm một chút Người nghĩ nhiều rồi Nếu mà đến sớm cũng tốt Cùng ta đi dạo quanh thành biển lương một chút cũng hay riêng quân khách khí một câu Rồi nói thẳng vào vấn đề Về chuyện kia Người nắm chắc được bao nhiêu phần Đồng thị trấn khét cười một chút đáp Năm phần Nếu không có gì quấy nhiễu Thì ta có sáu phần nắm chắc Còn nếu Diêm quân có thể tương trợ Thì có thể lên bảy phần Nắm chắc chuyện này sẽ thành công Chỉ có bảy phần Nói như vậy Vẫn còn 3 phần khả năng thất bại Diêm quân khét con mày Lại tiếp tục nói với đồng thích chấn Cô mạo hiểm Rời khỏi địa phủ Vốn tưởng rằng ngươi Sẽ có 10 phần năm chắc Nào ngờ vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn 7 phần đã là rất nhiều rồi Năm đó lúc ta cầm tù Đại thuật sĩ tịch ứng chân Chỉ năm chắc có 6 phần thôi Đồng thích chấn hơi cười nói tiếp Vô dị ta có thể nắm được 9 phần thắng Nhưng hiện tại có thêm rất nhiều người không liên can Bọn họ ai nấy đều là biến số Biến số quá nhiều Sẽ rối loạn cục diện Nói đến đây Đồng Thuy Trấn liếc mắt Nhìn riêng quân lại nói tiếp Mọi người quảng hiếu ngô miễn Quy bất quy cộng lại với nhau Ta còn có thể Nắm được 7 phần thành công Đã là hiếm thấy rồi Bày hả vì ngài mà đến Ngài lại tự gia tăng chứa ngại vận cho chính mình Đồng thích chân nói xong Diệp quân trầm tư một lát Sau đó lại lần nữa nói Chuyện đã đến nước này Không thể sửa đổi được nữa Bảy phần thì bảy phần vậy Nhưng mà người xuất hiện quá sớm Chỉ sợ sẽ khiến mấy người ngô miễn quảng hiếu chú ý Nơi này của cô Không phải chỗ người có thể ẩn thân Trước tiên tìm một chỗ trốn đi đã Chờ đến đúng ngày Rồi người lại xuất hiện cũng không muộn Ban đầu đồng thích chấn dự định Trốn tạm ở chỗ diêm quân Để lúc này Là nghe chủ nhân địa phương muốn rời đi Đồng thích chấn khẽ cười Hành lễ với diêm quân nói Vô ta cũng chỉ định đến đây Thăm bệ hạ một chút Trong thành biển lương Còn có chút chuyện Cần ta đi sắp xếp Nên xin phép tạm chia tay bệ hạ tại đây trong khi nói Đồng thuyết Trấn đã bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành Cùng lúc nói xong câu cuối cùng Thì hắn cũng biến mất trước mặt Diêm Quân Thầy người đã hoàn toàn biến mất Diêm Quân lúc này mới nhảy nhõm thở ra Sau đó đưa mắt nhìn ra cảnh mưa bên ngoài vũ đình Trong miệng chậm rãi than thở Dưới địa phủ Không có cảnh sắc tươi đẹp thế này Cái gì mà chủ nhân địa phủ Ta tình nguyện vẫn bỏ vị trí diêm quân Luân hồi chuyển kiếp Làm người thương Quanh năm có thể thưởng thức cảnh đẹp Bốn mùa luân chuyển là đủ Đáng tiếc không về được nữa Lại lần nữa trở lại nha môn tư thiên giám Liền có tiểu đạo sĩ tiên lên bẩm báo Nói rằng sau khi hai người rời khỏi không lâu Thì đồng chân nhân đã vào cung Đến giờ vẫn chưa quay lại Ngồi bến trở về phòng mình nghỉ ngơi Quỳ bất quỷ đi dạo loanh quanh một hồi Thì đến căn phòng giam giữ cao như bách Lúc quyền bất quỷ đi vào Liền người thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng Tiếp đó nhìn thấy cao như bách Bị trói trên ghế Ném vào một góc Bạch vô cầu ngồi giữa góc tường Ha miệng ngáy kho kho Bà nhóc nhân sâm thì đang ôm một vò rượu to Uống đến mặt mới đỏ bừng Trông thấy quý bất quý bước vào Thì cứ nhìn ông giảng gây ngô Cười hành hạch Tạ đúng là bổ mắt Mới dám để cho hai đứa các người Cùng nhau trông gã bất Quỷ bất quy cười kha kha Quay đầu nhìn Cao Điều Bách Ở trong góc vẫn cúi gằm mặt Không nói lời nào Lại nói tiếp Cơ hội tôn như vậy Sao người không trốn đi Hiện giờ sư tôn của người hẳn là đã Đến thành biển lương từ sớm rồi Người thoát ra ngoài vừa lúc Có thể đến cậy nhờ hắn Cao Điều Bách ngẩng đầu lên Nhìn quy bất quy một cái Tỏ vẻ bất đắc dĩ nói Bà ta vội đi luân hồi sao Chuyện ta bán đứng đồng môn Không thể gạt được đồng thích chấn Bây giờ ra khỏi tư thiên giám Đi chưa được trăm bước Là đã trên trong tay hắn rồi Thà là bị nhốt ở đây Yên nhất vẫn còn giữ được cái mạng Bán đứng đồng môn Đây chẳng phải là chuyện mà đồng thích chấn mong mỏi sao Quyên bất quỷ cười khà khà tiếp tục nói Người không ban đứng đồng môn Thì làm sao có thể dẫn ra chuyện liên quan đến người Mà Quảng Hiếu và Đồng Thích Trấn muốn gặp Không dẫn ra được người kia Kế hoạch tiếp theo của sư tôn ngươi Lại làm sao mà triển khai được Nói đến đây Quyên bất quy dừng lại một chút Lên điền cao như bắt Hơi thở đã bắt đầu có chút hỗn loạn Nói tiếp Đồng Thích Trấn là người thế nào Ông già ta sớm đã được lĩnh giáo rồi Đệ tử của hắn Sẽ vô cớ đi sinh sự không đâu á Ông già ta không tin Thuật pháp cầu mưa Là do ông già ta đích thân thi triển Người ấy thế mà lại có thể Phá hỏng thuật pháp của ông già ta Là muốn ông già ta Khen người một câu thôi sao Thủ đoàn phá hỏng thuật pháp cầu mưa Cũng là hắn dạy cho ngươi Hắn đã đến thành biển lương từ sớm rồi chỉ là ba tên đồng môn yêu mệnh kia của người Không biết mà thôi Ba người bọn họ chết rồi Bỏ câu đó khiến cho Cam Điều Bách dần mình kinh hãi Gà có chút hoàng sợ Mà nhìn quy bất quy Thở hồn hền mấy hơi rồi nói tiếp Sao lại chết rồi Bọn họ chỉ đi theo dõi hòa thượng quảng Hiếu Không phạm phải tội gì đáng chết Vậy thì phải đi hỏi Vị sư tôn kia của ngươi. Quy bất quy cười một chút rồi tiếp Nên vứt bỏ ai Không nên vứt bỏ ai Trong lòng hắn vẫn luôn biết rõ Nhưng mà chúng ta vẫn nên nói một chút Rốt cuộc hắn và Diêm Quân Vừa làm cái gì Ông già ta đoán được một vài Đúng lúc này Bạch vô cầu ngồi nghiêng ngửa ngủ gật Bên cạnh bị sạc nước bọt mặt tỉnh dậy Hắn hò khan một trận Rồi mở mắt ra Để thấy quyền bất quý trước mặt thì hỏi Ông già cha đến từ lúc nào đây À Có ông đây trông chừng họ cao Cha cứ yên tâm Yên tâm Hãy được các người nhìn đi Quả tim của ông già ta Vẫn luôn treo trên cổ họng Quỷ bất quý cười khổ một tiếng Tiếp tục nói với Cao Như Bách Chúng ta tâm sự tiếp nào Không cần hỏi nữa Ta không biết gì cả Cao Như Bách lắc đầu nói Vậy nên đưa ta xuống dưới nhập luân hồi đi Ta xuống đó tạ tội với ba người kia Muốn tạ tội không phải ngươi Ngươi cứ nghĩ kỹ đi Xem lúc nào thì muốn nói chuyện với ông già ta Lúc nào cũng được Nói đến đây Quỷ bất quỷ cười với cao như bách một tiếng Lại tiếp Nếu người muốn đi ra ngoài Thì lúc nào cũng được luôn Sư tôn của người hẳn là Đang ở trong thành Chắc người cũng có thể tìm được hắn đây Ta vẫn nên ở lại đây thì hơn Cao Điêu Bách hít sâu một hơi Nói tiếp Ta cứ ở đây Hắn yên tâm Ta yên tâm mà ngươi cũng yên tâm Vậy thì tùy ngươi thôi bất Quỷ bất quý cười khà khà Tự tay cởi bỏ trói buộc trên người Cao Điêu Bách Sau đó bế nhóc nhầm tam say mềm lên Dần theo Bách vô cầu Rời khỏi căn phòng Chỉ để lại Cao Điêu Bách Vẫn không nói lời nào Một mình ngồi tại chỗ sau khi ra khỏi phòng bạch vô cầu tỏ về khó hiểu hỏi ông già dạ, cha lại đang chơi cái trò gì đây vất vả lắm mới bắt được cha nói thả là thả sao mà cái tên họ cao này cũng thật lạ không đi còn ăn và ở đây làm cái gì con trai ngốc à Để bây giờ ca đi ra ngoài thì khác nào tự mình kết liễu mình Quỷ bất quỷ cười một chút rồi nói tiếp Điều chuyện sau đó không liên quan gì đến chúng ta Thành biện lương có loạn nữa Cũng không liên đến Thành biện lương Có loạn nữa Cũng không loạn đến chỗ chúng ta được Lời này Chính cha Lời này chính cha có tin không Bạch vô cầu hưởng một tiếng Tiếp tục nói Ông già cha Từ xoài ngón tay ra Mà nếm xem Bên năm nay xảy ra chuyện gì Cũng đều không liên quan đến chúng ta Sau đó thì Sau đó thì cha với chú quật Sau đó thì cha với chú của cha Lại xông pha ra mặt Ông đây muốn cản cũng không được Cha nói xem Chúng ta cứ ở yên trong nhà Ngoài trừ đám quảng nhân không biết xấu hổ Bỏ đến cầu xin giúp đỡ Còn ai dám từ mình đến cửa tìm chết nữa Tình hình chú của cha như thế nào Ông đây đành nhìn nhưng mà ông già cha Cũng đừng làm thế chứ Điền thì thông thái đấy Sao mà cứ thích làm ăn lỗ vốn thế Nghe Bách Vô Cầu nói đến đây Quỷ bật quỷ không nhìn được mà bật cười lớn Sau đó Điền tên thô lỗ nói <laughs> Rốt cuộc là đã làm yêu vương mấy ngày Nói chuyện cũng bắt đầu mạch lạc ra dáng phết đi Lần này chúng ta tuyệt đối mặc kệ hết thầy Ngồi yên xem kịch Quy bất quy còn chưa nói xong Tiểu đạo si theo hậu bên cạnh đồng kỳ siêu Đã thở hồng học chạy tới Về mặt hốt hoảng nói với ông già Làm Lão nhân ra à, Chân nhân nhà chúng ta Bị bệ hạ định tội không thể tha thứ Đã giải cho ngọ môn rồi Sau ba hồi pháo Xe sư chạm Lão nhân ra ngài mau đi cứu người Hoàng đế muốn giết đồng kỳ siêu Quy bất quy cũng không ngờ Lại xảy ra chuyện như vậy Lập tức đi theo tiểu đạo sĩ dẫn đường Chạy đến ngõ môn Dọc đường đi Quỳ bất quỳ nghi mãi không ra Tên đệ tử mới nhận của mình Tuy rằng nói chuyện ba sàm ba lắp Nhưng làm người cũng coi như Khôn khéo thông minh Làm sao lại trọng ra đại họa như vậy chứ Lông quỳ bất quỳ Chạy đến ngọ môn Vì đệ tử mới nhận của ông già Đã bị choi gô lại quỳ trên mặt đất Lông này trời đã tối hẳn Mưa tỏ vấn đồ tầm tã không ngừng Bình thường sự chạm phạm nhân Thường là hành hình sau giờ ngọ Bây giờ đồng kỳ siêu nửa đêm Bị lôi ra chém đầu Rốt cuộc là đã phạm phải tội lỗi lớn cỡ nào Dòng đường chạy đến Quy bất quy do hỏi tiểu đạo sĩ dẫn đường Xem rốt cuộc Đồng chân nhân nhà bọn họ Phạm phải vương pháp gì Tiểu đạo sĩ cũng không nói rõ được chuyện gì đã xảy ra Lúc chiều ngô miễn vào quy bất quy lần theo người cao to tìm đến chỗ Diêm Quân. Đồng Kỳ Siêu Cùng mang theo cậu ta đi vào cung. Vừa định nhận lúc cầu mưa thành công, tâm tình hoàng đế đang rất tốt, nhanh nhanh trong chóng làm cho xong việc mà quy bất quy giao phó. Nào ngờ Đồng Kỳ Siêu mới nói chuyện với hoàng đế chưa được mấy câu, liền thấy có hộ, liền thấy có hộ vệ vọt vào nội cung, choi gô hắn lại kéo ra ngoài. Không lâu sau thì hoàng đế hạ chỉ phán độc kỳ siêu phạm phải tội đại nghịch bất đạo biên luôn điều tra thẩm vấn mà trực tiếp keo ra ngọ môn chém đầu khi quỷ bất quý chạy đến nơi tiếng pháo truy hồn thứ tiếng pháo truy hồn thứ hai đã vang lên quan giám trạm là tương lĩnh cấm vệ quân của hoàng cung nửa đêm ra ngoài giám trạm Hàn Cung có chút mất tự nhiên ngọ môn ban đêm Vốn đã âm trầm quỷ dị giờ lại còn đang mưa to Trong tiếng mưa hỗn loạn tiếng gió rít Nghe lạnh lẽo và thê lương Như tiếng nước quỷ khóc gào Còn chưa tới giờ nữa sao Quan giám tràm tỏ vẻ nóng ruột Đi sang tiểu quan phụ trách tính giờ Suy soát hòm hòm là được Ta còn phải trở về Phục mệnh với bệ hạ nữa Đại nhân cố chờ thêm một lát Nơi này cách hoàng cung không xa nên một hồi bệ hạ Có ân chỉ xá tội cho người này Mà chúng ta lại hành hình trước thời gian Như vậy sẽ bất lợi cho con đường làm quan của đại nhân Tiểu quan cung kính đáp một câu Lại liếc nhìn công cụ tính giờ Đặt trước mặt nói tiếp Còn không đến một khắc nữa Là sẽ vang lên tiếng pháo thứ ba Đại nhân lại chờ một chút Thấy tiểu quan nói có lý Quan dám chạm chỉ đành nhẫn nại tiếp tục chờ. Chờ mãi cũng đến thời gian đã định, hắn liền lấy một tấm vải đỏ trùm lên đầu, sau đó nói với Đào Phủ: "Đã đến giờ, hành hình." Một câu vừa dứt, Đào Phủ chờ lâu dưới mưa, đã mất hết kiên nhẫn, cầm lấy một ly rượu dẫn nước mưa, hắn lên quỷ đầu đau, nói với đồng kỳ siêu đã bị dọa sợ phát khóc. Oan có đầu đã có chủ. Người ấy phạm vào vương pháp Để mới bị chém đầu Ông đây làm thiện tích đức Tiên người đi nốt đoạn đường cuối cùng Phạm nhân người cũng không nên Lấy oán trả ơn Thành ma rồi lại đến làm phiền ông đây Trong khi nói đa phủ đã dơ quỷ đầu đau lên Đang định dơ tay vung đao chặt đầu đồng kỳ siêu Giờ không trung đột nhiên Loe lên một luồng ánh sáng Chiều xuống ngọ môn sáng rực như ban ngày Kế đó luồng sáng này hóa thành bộ đạo thiên lôi Đánh thẳng vào mũi nhọn quỷ đầu đao Trong tay đao phủ Trực tiếp đánh gã đao phủ Ngã từ trên đài cao xuống đất Bên cô bất ngờ này Khiến cho quan binh xung quanh đều bị dọa choáng vắng Vị quan dám chạm Lấy về đỏ che mặt Sợ run bắn cả lên Tiểu quan bên cạnh phải lên vỗ mạnh kêu to Hàn mới hoàn hồn trở lại Tiểu quan cũng sợ đến trắng bạch cả mặt Cố gắng đứng vững hai chân Rồi vội vàng nói với quan giám trạm Đại nhân Người phụ trách hành hình Đã bị xét đánh gục rồi Có lẽ ông trời nổi giận rồi Thỉnh đại nhân Mau chóng trở về bẩm với bệ hạ Xem trong chuyện này Liệu có hiểu lầm gì không Đa phù bị xét đánh Là do gã Đã làm những chuyện gì khuất tất Không liên quan đến phạm nhân Bị sư chạm quan dám trảm do dự một hồi lâu Và lắc đầu nói tiếp Thành chỉ xa tội của bệ hạ Vẫn chưa có Ai dám tha cho phạm nhân Nhanh lên Đổi một đao phủ khác Tiếp tục hành hình Bình thường sự chạm phạm nhân Đều có hai đao phủ Một chính một phó Nghe thấy quan giám chạm Khăng khăng muốn hành hình đạo sĩ trên đài Đao phủ thay thế run rẩy." Rôn quỷ đầu đao của mình bước lên Nên đồng kỳ siêu Nhờ đã biết ra chuyện gì Đang ngẳng đầu nghiêng ngó khắp nơi Nói Lạc thần tiên Nhà ta trên có già Dưới có trẻ Đây đều là do bên trên hạ lệnh Ngài có gì Công đừng nhằm vào ta Người còn rông rải cái gì đây Không mau mau hành hình đê Thế tên đào phổ thứ hai Cứ dề ra mãi quan dám chạm vốn ra sợ hãi Liền cô lấy lại bình tĩnh Tăng thêm can đảm cho chính mình Tiếp tục nói với đào phủ Người còn chưa nhìn ra nữa sao Đây là yêu đạo Đang thi triển yêu thuật Người mau ra tay đi Không thể để cho hắn Có thời gian thi pháp Ngày lúc quan giám tràm nói ra trước cuối cùng Trên bầu trời đánh xuống Tia xét thứ hai Trực tiếp đánh thẳng vào lều giám tràm Căn lều dựng bằng gỗ Nhảy mắt đổ sập Vội lập quan giám tràm Và mấy tiểu quan ở bên trong Đa phủ chứng kiến cảnh tượng này Thì không mang đến chút tiền công sự chạm nữa Vội nam luôn quỷ đầu đau, Nhảy xuống đài cao Chạy thẳng về nhà trốn biệt Trung quan bình sau khi phản ứng lại Thì vội vàng chạy đến Đống đổ nát Cứu mấy vị quan bị vùi bên trong ra Rồi mai hiền một căn nhà cách đó không xa Quyền bất quỳ đứng cùng với tiểu đạo sĩ đưa mình tới Ông già cười tùm tìm lầm bẩm Trách sao y lại Cơ thích dùng xét đánh người Cảm giác này quả thực Sàng khoái hơn Cầm pháo khí chém giết nhiều Lúc này quan giám trảm Đã được đưa ra Hắn hoàn hồn lại Thì vội vàng phái thủ hạ Chạy về cung báo tin Xin hoàng đế bệ hạ định đoạt xem Nên xử lý tên yêu đạo này thế nào Ước chừng một canh giờ sau Một đội ngự lâm quân Do một thái giám dân đầu Đi đến pháp trường Thái giám đứng ở giữa trời mưa Tuyên bố đọc thánh chỉ Hoàng đế hạ lệnh đặc xá tội chết cho đồng kỳ siêu Nhưng tội chết được miễn tội sống khó tha Nhanh chóng áp giải người này vào thiên lao Chờ ngày mai hoàng đế lại ban thánh chỉ trách phạt Tuyên chỉ xong Thầy dám sai người giải đồng kỳ siêu Lên xe tủ Đợi đến thiên lao cách đó không xa Chuyện vừa rồi chỉ hai đạo thiên lôi Đánh xuống cứu mạng đạo sĩ Đã chuyển đến thiên lao Đám canh ngục đều không dám đắc tội Với vị đồng chân nhân này Hề sừng khách khí Đưa hắn vào trong Một phòng đơn bên trong Còn đem chăn đệm sạch sẽ Của lính ngục Đến cho đồng chân nhân nghỉ ngơi cho đến khi mọi người đều đi khỏi Đồng kỳ siêu vội vàng hô lên với không khí Lão sư tôn Là lão nhân gia ngài Đã cứu đệ tử đúng không Làm phiền lão nhân gia ngài hiện thân đi Lần này đệ tử bị người ta ức hiếp khốn khổ quá rồi Ở kia người chỉ là hoàng đế Cái này thì ông già ta Cũng không làm gì được Nói nghe xem rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Người ấy làm sao mà lại trọng giận hoàng đế lời vừa dứt quy bất quy đã từ hư không xuất hiện trước mặt đồng kỳ siêu cười khà khà với hắn đồng kỳ siêu dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hơi hoảng sợ có điều thấy được quy bất quy xuất hiện hắn biết mình tuyệt đối không chết được thế là đồng kỳ siêu một năm một mười kể lại chuyện mình làm sao lại rơi vào kết cục thế này dù cho chính bản thân hắn Thầy có chút khó hiểu Sau khi ngô miễn quý bất quy Đi theo người cao to nọ Rời khỏi nha môn từ thiên giám Đồng chân nhân Cung vào cung Bởi vì cầu mưa có công Hoàng đế đặc biệt Ban cho đồng kỳ siêu Một tấm kim bài có thể ra vào hoàng cung Bất cứ lúc nào Hắn cầm tấm kim bài này Đi đến điện Trương Dương Ở Triệu Quang Nghĩa ở Thỉnh thay giám trông cửa Đi vào thông bẩm Nói rằng Hộ quốc chân nhân Mang theo tiên đan Vừa luyện chế xong Dâng lên cho hoàng đế dùng Dần nhanh sau đó Hoàng đế cho triệu đồng kỳ siêu vào điện Mới đầu vẫn bình thường Lúc đồng kỳ siêu hiến đan Triệu quang nghĩa còn vui vẻ ra mặt Nhờ lấy đan dược Rồi còn nói sáng mai Sẽ bàn thánh chỉ sách phong đồng kỳ siêu Làm thông huyền thiên sư Để lúc đó hắn sẽ có điều vị tương đương với đại phương sư Của phái phương sĩ lúc trước không ngờ được chính là Để lông đồng kỳ siêu nhắc đến Chuyện tên tà đạo Ngăn cản lễ cầu mưa hôm nay Còn có đồng lõa Không do bọn chúng đã có biểu đồ cái gì Khuyên hoàn đế tốt nhất Đền phong tỏa thành biện lương Tiến hành điều tra từng nhà từng hộ Nhìn lúc đám yêu nhân đó Chưa bắt đầu gây sóng gió Tùng lưới bắt gọn một mẻ Đồng kỳ siêu vừa nói ra lời này Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa vẫn đang vui vẻ hào hứng đột nhiên trở mặt. Lên giọng chất vấn, hộ quốc chân nhân đã biết được chuyện gì? Có phải muốn gây bất lợi cho hoàng đế? Lúc này, Đồng Kỳ Siêu vẫn chưa phản ứng lại. Lông trả lời nhất thời do dự ngắc ngứ, liền bị Triệu Quang Nghĩa bàn lấy nhược điểm, phán rằng Đồng Kỳ Siêu chuẩn bị gây ra chuyện đại nghịch bất đạo, lập tức hủy bỏ thân phận hộ quốc chân nhân cùng với chức giám chính tư thiên giám Không qua thẩm vấn trực tiếp sự chạm Cho đến tận lúc này Đồng kỳ siêu vẫn không hiểu nổi Mình đã nói gì Mà lại trọng giận hoàng đế như thế Nghe hắn kể xong Quyên bất quy nhau mắt lại nói Hoàng đế vừa nghe người Nói muốn phong tỏa kinh thành Đi tìm đồng loát của yêu nhân Thì lập tức trở mặt Vậy là hắn đang lo sợ điều gì Hết chương 150 kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.